mà để Phật đã biết đến đây rồi tâm tình và chia sẻ cho chúng ta, để rồi nhắc nhở chúng ta cùng tu cùng tiến trên bước đường hành đạo. Xét thấy giờ đây đồng đạo Phật đang kính lễ những ngôi thờ cũng như kính lễ cho quý đức thầy đã xong, giờ đây trân trọng kính mời để Phật lên diễn đàn và xin mời tất cả quý đồng đạo chúng ta ủng hộ cho Đệ Phật một tràng pháo tay thật lớn như quý vị. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa anh chị hai chủ sự cho ngày chấp dỗ kỷ niệm hôm nay, kính thưa quý bà cô bác cùng anh chị em kính mến, thì trong cái buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay, con được ban tổ chức cho phép lên vợ đầu. Cái bệnh của con thì mỗi khi mà lên diễn đàn trước khi lên nó bị gung, lúc nào cũng không nãy giờ hai có mấy thằng thầy là con đều xá hết trơn, xá thầy độ, xá bên đây, xá bên kia, xá chính giữa, gặp thầy là xá. Trong cái buổi chia sẻ Phật pháp này thì con cũng nương vào bốn câu giảng của đức thầy để làm một cái nhịp đề gặp gỡ quý vị trong cái ngày hôm nay. Thưa quý vị, cháu nhớ lại chuyện bên thầy. Năm 1939 thầy chúng ta ra đời dạy đạo, tới năm Canh Thìn 1940 thì lúc đó tín đồ tới khoảng 2 triệu người quy y. Ông Ngô Thần Bá làm việc đài đó mừng quá, thưa thầy, nền đạo mới 1 năm mà khoảng 2 triệu tín đồ như thế này cảm thấy rất là mừng. Đức thầy nói này ông đài, tuy là thấy đông chị nhưng mà tới cái ngày chung cuộc, cái ngày lập hội thì không có còn được bao nhiêu đâu. Thầy mới chỉ cái cây xoài ở phía trước đó, ông nhìn thấy buổi đầu thì bông trái nó xum xê thiệt, nhưng khi qua trận dông rồi nó gục hết mớ rồi. Rồi tới khi mà chín đó, lấy lòng mà cầm thì nó cũng dâng ra ngoài hết mớ rồi. Rồi đem vào trong chú đó, nó cũng uống hết mớ rồi. Thành ra xem đi xét lại thì xoài chứ không còn nhiêu hết. Thì thưa quý vị, xét nghĩ rằng trong cái đạo đức tu hành chúng ta cũng vậy, mình cố gắng, cố gắng làm sao chúng ta là những cái trái xoài vẫn còn ở trong cuốn, và khi vú rồi xoài của chúng ta sẽ chín. Vì đây là một cái môi trường thi của cái buổi hạo huân này. Đồng đạo càng tu chừng nào thì càng gặp khó chừng nấy, cũng như học lên lớp cao chừng nào thì bài vở nó căng thẳng chừng nấy. Nhưng mà nếu như mình đậu được thì kể như chúng ta làm thầy giáo hoặc là làm bác sĩ, làm kỹ sư thì cuộc sống nó huy hoàng. Còn trên cửa đạo mà nếu như đậu lần này thì chúng ta lên quả vị Phật hướng. Nhưng mà hiện tại bây giờ đồng đạo mình cái là tâm hay hoặc là cái người chưa có pháp tâm tu, tuy là thấy vậy đó mà thầy nói chừng lập hội thì biết ai còn mắt, giờ chưa phân chưa biết chánh tà. Con thấy con gì là ngon nhưng mà chưa chắc đâu. Mình thấy mấy cái anh mà song pha ở trường đời tứ đổ tường, thấy người ta dở nhưng mà chưa chắc người ta dở. Biết đâu ngày mai ngày mốt con gặp cái cảnh gì không ba bảo tố, con xúc cái đầu tóc con nghỉ tu cũng chừng. Rồi từ cái chỗ tốt này là mình trở thành cái chỗ xa đọ là nó mất. Còn những người mà rượu trà bê tha ở trong đời, thấy người ta dở nhưng một khi người ta chán cái cuộc đời, người ta giác ngộ, ta tu là người ta đậu hơn mình cũng không chừng. Cho nên hiện giờ chưa có biết ai thắng ai không, cái ngày thầy trở về cái ngày đó mới biết được. Cho nên con sẽ chia sẻ qua 4 câu giảng của đức thầy. Qua sông nhờ được cầu lam, tu hành nào đợi chùa ăn làm gì, bây giờ bạc lộn với chì, nửa sao lọc lại chết tì cũng chê. Bữa nay con lọc lại coi mình còn dính trọng hơn nghe cô 7, cô 8, chứ con thấy con này con cũng hồi hộp. Hôm trước giờ chú 8 biết con tính trình bày đề tài mà nghiên cứu không kỹ,
sợ mà mình trình bày nó lạc ý thì cũng có tội, cho nên con hỏi ý kiến với bác với chú cũng kỹ lắm rồi, vì con sẽ trình bày theo cái kiến thức học giáo lý thầy thì mình mong như cái biển trả lại lời của thầy là một vị Phật, mình nói cho cảm thấy nó suôn suôn là được rồi, chứ biết có chú ý thầy hay không thì xin thầy cũng tha thứ cho con, là đem tới sức khả năng của một đệ tử chúng sinh con sẽ trình bày theo cái học thuyết của mình. Thì thưa quý vị, trở lại bốn câu giảng này được trích trong cái quyển thứ ba của đức thầy. Câu thứ nhất là qua sông nhờ được cầu lam. Qua sông có nghĩa là từ bờ bên đây chúng ta bước qua bờ bên kia, nhưng mà qua bờ bển á thì phải nhờ cây cầu là phương tiện để chúng ta qua bên kia. Đây là một thành ngữ, có một cái điển tích trong cái cầu này, cầu Lam đó, hay gọi là Lam Kiều. Ở bên Trung Quốc ngày xưa đó có cái cầu và có cái dòng sông Lam Giang tại huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây. Thì khi mà Bùi Hàng ổng sanh vào với thời kỳ nhà Đường đó, sau khi học hành đỗ đạt, nhưng mà ổng chán cái cảnh phú quý vinh hoa, ổng muốn được làm tiên, được sống lâu, cho nên ổng có nghe nói là Ngọc Kinh là nơi đó có tiên, ổng mới tìm đến. Và trên cái chiếc thuyền đi đó gặp nàng Vân Kiều, ổng mới thố lộ nỗi lòng là ổng muốn đến đó đàn ổng tìm thuốc trường sanh để gặp tiên sống lâu. Thì là cái lúc đó là cô Vân Kiều đó mới tặng cho cái bài thơ là bốn câu: nhất ẩm quỳnh tương bách cảnh sinh, quyền xương tảo tặng kiến dân anh, Lam Kiều tiện thị thần tiên quật, hà tắc khi khu thượng ngọc kinh. Nghĩa là uống thuốc quỳnh tương trăm cảnh xanh, quyền xương tảo tặng kiến dân anh, tức là quyền xương là cái thuốc tiên, Lam Kiều vốn thiệt nơi tiên ở, hà tắc băng mình đến ngọc kinh. Nghĩa là ông muốn cầu thuốc trường xanh, muốn được làm tiên đó, ông tới huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây, ngay trăng cái đầu cầu, chỗ đó ông sẽ gặp người, và nơi đó ông sẽ có cái thuốc trường sinh và gặp tiên, khỏi cần đi ngọc kinh chỉ cho nó xa. Thì ông mới quay trở lại, qua cái đầu cầu đó thì gặp một cái người thiếu phụ và một cái người con gái rất là đẹp. Thì sau khi mời nước uống xong, ông mới hỏi cô này tên là gì, cô nói là cô tên là Vân Anh. Thì Bùi Hàng thấy cô gái đẹp quá mới xin phép được cưới. Bà lão mới nói là tôi thì tôi có cái có bằng ngọc mà không có cái chài. Nếu như cậu tìm được cái chài này thì đây là cái quà xính lễ tôi mới gả anh gái, còn không thôi. Thì cuối cùng ông mới đi tìm và gặp được thần tiên giúp đỡ, mới đem cái quà xính lễ tới là cái có bằng ngọc. Rồi cả gia đình ba người giả thuốc trường xanh là giả thuốc tiên, sau khi uống trở thành tiên hết. Thì cái điển tích này ý muốn nói là ông Bùi Hèn ngày xưa đó thành tiên ở đâu? Thành tiên là tại cái đầu cầu Lam, tại cái dòng sông Lam, chứ không đó phải là thành ở núi hay hoặc là thành ở rừng hay là ở đâu hết, mà đắc đạo tại cái đầu cầu. Qua sông nhờ được cầu Lam, ý nói là Bùi Hèn ngày xưa đã thành đạo tại cái đầu cầu nơi dòng sông Lam. Thì bây giờ tất cả chúng ta qua sông là mình còn ở bờ bên đây là bờ mê, muốn qua bờ bên kia đó là cái bờ giải thoát. Từ chúng sinh qua tới đất Phật thì chúng ta phải nhờ cái cầu. Cầu đó là gì? Là giáo pháp của Đức Thầy. Thưa quý vị, giáo lý Đức Thầy là cái nhịp dẫn để cho chúng ta đi về con đường giải thoát. Cá to mà phải ở ao, muốn ra biển rộng phải nhà cứu sông. Đó là câu thứ nhất nha. Qua sông nhờ được cầu Lam, đây là cái phương tiện dẫn dụ. Chứ nó là ngày xưa Bùi Hàng thành tiên tại nơi dòng sông Lam. Qua câu thứ nhì, thầy dạy là tu hành nào đợi chùa ao làm gì. Tu hành, cái chữ tu đó có nghĩa là trao sửa, sửa thân, sửa khẩu, sửa ý cho được trọn lành. Và cái chữ tu nó cái nghĩa thứ hai cho nó dễ bàn đó, có nghĩa là những gì Đức Thầy dạy mình làm thì chúng ta cố gắng thực hành, và điều nào Đức Thầy không cho thì chúng ta dừng lại. Giống như mình chạy xe đó, là tới đèn bốn ngọn, đèn xanh
thì giọt, đèn đỏ thì dừng. Lời dạy của Đức Thầy kêu làm giống như đèn xanh vậy đó. Cái chỗ nào Đức Thầy cấm giống như đèn đỏ đó. Thí dụ như điều văn pháp thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, áo phiện, chơi bời theo đàn điếm. Cái đó là đèn đỏ, bắt buộc chúng ta tới đây chúng ta phải dừng lại, người tu mình dừng lại. Hãy giữ cho tròn lương lý tam can ngũ thường, cái chỗ này là đèn xanh là giọt. Nếu nó là tốt đẹp những gì Đức Thầy dạy thì chúng ta cần làm, mà cái nào cũng cho để cá mình là dừng lại, đó là cái chữ tu. Và cái nghĩa thứ ba, cái chữ tu đó từ chúng sinh mình cố gắng chuyển mình lên thành Phật tiên thánh, tu cầu Phật quá tánh tình, lưới mê chẳng bị được buộc, nhẹ mình tiêu dao. Và cái chữ hành có nghĩa là thực hiện làm theo đúng. Chỉ thì do cái chữ hành này thì chúng ta mới đi tới nơi tới chốn. Cái chữ tu là dốc lòng cho sửa, và cái chữ hành có nghĩa là chúng ta bước đi trên cái chuyển trình gọi là tu hành. Ý nói là từ kiếp chúng sinh mình chán cái cảnh khổ, cố gắng lo làm cái việc thiện niệm Phật để chúng ta về bên kia niết bàn cực lạc, đó là tu hành. Và cái con đường đến đó đó, cái thầy dạy là không cần đợi chùa ăn làm gì, tại vì cái mùa hè nó âm thành đạo tại nơi cái đầu cầu bắc ngang dòng sông Lam. Thì hôm nay đó mình tu hành muốn thành đạo không cần tới chùa tới ăn. Chùa đó là cái nhà lớn cấp để thờ Phật, để chư tăng giảng pháp cho Phật tử tới bái lại. Am tức là cái nhà nhỏ để dành cho những người tu dưỡng. Thì chùa am là chỉ nơi là dành lại cho cái người tu hành một cái cảnh trí rất là thanh tịnh. Vậy thì thưa quý vị, tại sao Đức Thầy nói là tu hành nào đợi chùa am làm gì? Là vì cái nơi thanh tịnh mà đó đó là Đức Thầy dạy là chỉ là cái hình tướng thôi. Thầy muốn phá chấp đắc đạo là đắc vô đâu, là đắc đạo là đắc tại tâm chứ không phải là tại tướng. Đức Thầy dạy nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Miễn cái tâm thanh tịnh rồi, dù cho ở nơi nào chúng ta cũng phát huệ. Còn nếu cái tâm không thanh tịnh là cái nghi chúng ta dù ở cảnh vui đi mình cũng phát quạo chứ không phát huệ được. Tại cái tâm nó sầu não là phát quạo, mà cái tâm yên tĩnh rồi là dù chờ ở nơi nào cũng được thành đạo. Do vậy mà Đức Thầy nói mình, dạy mình đó là trên cái đường tu phải trở lại nội tâm. Trong kinh Phật có câu hữu dực hữu dập tiên thiên địa, vô hình bổn tịch liêu, năng di vật chủ, bất trục tứ thì điêu. Hay là đạo bổn vô trung thủy, minh minh hà xứ tầm, thanh tịnh vô di pháp, chánh đạo thì chân tâm. Nghĩa là đạo chẳng có đầu đuôi sau trước, khắp muôn phương không chỗ tìm ra. Nếu lòng diệt hết niệm tà, tự nhiên chánh đạo hiện mà nơi tâm, thì làm sao phiền não tham sân si không còn, thì cỡ như Phật lòng mình hiện. Thì cái người đó được vậy thì không cần ở nơi đâu hết. Nên cái chỗ này là phá chấp cái hình tướng. Bây giờ chúng ta đọc lại chuyện của Phật giáo ngày xưa đó. Ngày một cái vị tổ là Hoài Nhượng ở Nam Nhạc, một hôm gặp một vị tăng gọi là đạo nhất đó. Ông ngồi kế cái phiến đá mà ông ngồi từ sáng tới chiều, ngày nào cũng vậy chứ á. Ông ngồi ông thắp thiện ông tu mà. Thì tổ Nam Nhạc qua bữa sau, ông cầm cái viên gạch ngồi kế bên, cứ mài hoài. Đạo nhất hỏi thưa hòa thượng, ông mài cục đá hay chi mà ông mài hoài vậy? Thì tổ nói là ta mài để làm gương. Đạo nhất lắc đầu nói xin thưa, không có được hòa thượng ơi, gạch với đá này mà ngày mài sao thành gương được. Tổ nói vậy chứ ông ngồi gì hoài sao thành Phật được. Tới đây ông tỉnh ngộ lại. Đá gặp mài không thể thành gương, mà ông ngồi gì hoài sao thành Phật được. Thành Phật là thành ở trong tâm chứ không phải tướng ngồi này hoài mà thành. Tạo phép xá phổ hành ông ngồi hoài mà. Rồi tổ thí dụ đó, tôi hỏi ông, cái con trâu con bò nó kéo xe, mà lúc xe nó không đi vậy chứ ông đánh con trâu hả, đánh chiếc xe? Thì ông kia trả lời là đánh con trâu ra đánh chiếc xe cũng vậy. Con cái chiếc xe đó là bị động, mà con xe đó là chủ động. Xe không đi thì mình cứ đánh con trâu là nó dọt con xe nó theo. Chứ ở đây mà đạp chiếc xe, bể chiếc xe đi nữa thì ở trước con trâu nó không chạy, chiếc xe làm gì chạy.
thì nói đó là cái thân của mình ở đây giống như là cái chiếc xe, mà cái tâm giống như cái con trâu vậy đó. Làm sao mình thúc liễm cái tâm của mình, khóa bỏ hết trơn cái phiền não tham sân si thì mới đắc đạo cho ngồi gì về xuất tắc. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ khóa chấp. Cho nên là cứ quá thấy ai mà tu khổ hạnh mà ép sát bỏ ăn bỏ ngủ thế, cái đó không phải. Làm sao chúng ta sửa cái tâm phiền não của mình là cái đó nó sẽ thành công. À, cái chỗ đó đó. Yeah. Rồi bây giờ con xin kể thêm cái mẫu chuyện. Hai cái vị thiền tăng này tu hành mà tu là tịnh khẩu không có nói chuyện. Mỗi ông là hạnh pháp môn điên, mà ông nào cũng cho là trúng hết. Cái ông bên đây đó là ông nằm hoài ông không ngồi, trừ cái giờ ăn thôi, ăn xong là ông nằm từ sáng tới chiều. Chừng nào tắm ăn là ông ngồi vậy, còn xong là ông nằm từ sáng tới chiều. Còn bên đây là ông cũng ngồi từ sáng tới chiều, chừng nào ăn mới đứng dậy. Hai ông cứ vậy hoài mà ông nào cũng trách cho mình trúng hết trơn. Mà đâu có ai nói chuyện cái ông mà ngồi đó. Ông thấy gì cái ông lấy cái cục phấn đó, cái giờ mà sau khi mà được ăn uống mà ông ngồi vậy đó, ông mới vẽ viết trên cái tấm bảng bốn câu. Ông nói đời người quá ngắn, sao cứ nằm hoài, kiếp sau thành gắn chứ bảo tại ai. Chọn ông kia mà nếu ông nằm hoài ông thành gắn, tại ông chắc ông là đúng. Cái ông mà nằm ông nghe bốn câu này thấy cũng hơi sốc. Đến cái giờ ông xả ra ông cũng ghi lên bốn câu. Ông nói ngồi hoài thêm nhầm cũng chẳng ích chi, kiếp sau thành cốc gầu ơi là gầu. Nói người ta nằm thành gắn thì ông này ngồi cũng thành cốc. Ngồi hoài chứ nằm hoài đâu có thấy. Một cái vị mà trưởng tăng ở trong đó đó thấy như vậy là không ổn rồi. Hai ông này chỉ chấp tướng không chứ không có trở về nội tâm. Nên ông ghi một cái câu kế tiếp đó là ông nói là nằm ngồi luôn tự tại, đạo cả khắp muôn phương, đứng đi không ràng buộc, thì trí huệ mới bài trừ. Ông nói cái câu này nói, có nghĩa là nằm ngồi đi đứng mà được tự tại tự do, không bị dính mắc đó, là cái đạo nó mới sáng suốt trong lòng. Chứ ngồi chỉ nằm hoài đó, là cái đó là chỉ cho cái tướng thôi, mà làm sao cái tâm không có bị ràng buộc trong tướng tướng đó mới thành đạo. Thưa quý vị, cho nên là Đức Thanh Sĩ Ngài nói cái câu như thế này. Ngài nói đó, tịnh mãi tịnh lòng ấy mới hay, nằm ngồi đi đứng chẳng tà tay, tịnh giờ tịnh khắc hơn ngồi thấp, làm Phật làm thần giữ cách đây, đừng tưởng ngồi thiền lòng không động, chớ lầm nhập định tâm không lay, phải tường ở chỗ thường quyên náo, lòng vẫn tịnh luôn trí huệ như khác. Đó, tức là ở chợ búa thị thành nơi nào được mà chúng ta được minh mẫn sáng suốt là trí huệ của pháp, chứ không phải ngồi chỗ một mà từ đạo. Thì cái câu thứ nhất này, cái phần mà khóa chấp, thưa quý vị, đây là nói lên cái phần mà đại thừa nha. Nghĩa là cái người nào mà tu hành mà muốn đạt đạo đó, không chấp là tướng ngồi, tướng đi, tướng đứng, tướng nằm gì hết trơn, mà làm sao tâm thanh tịnh á thì đạt đạo, chứ không phải lên núi, chứ không phải ở trong chùa. Bây giờ con xin dẫn dụ cái điều thứ hai, mà đọc lại những trang lịch sử, những cái vị mà tu hành đắc đạo đã đắc làm sao đây. Bây giờ chuyện mà gia đình của Bàng Long Quẩn đó, Bàng Quẩn Công, bốn người, hai chồng và hai đứa con, đắc đạo hết trơn luôn. Bốn người, người nào cũng đắc đạo, mà đắc đạo nó hơi lạ chút. Ông Bàng Công Quẩn đó, ổng thì ổng đương sáo, bà vợ thì nhà nấu cơm, cô Linh Chiếu thì đem sáo qua chợ bán, cậu con trai thì ra đồng cày ruộng. Bữa nọ thì khoảng gần 12 giờ rồi, Bàng Quẩn Công nói là Linh Chiếu con à, con ra ngoài coi đúng ngọ chứ con. Hỏi thưa cha chi vậy cha? Nói đúng ngọ là cha thị tịch, đúng ngọ là cha thị tịch. Cái cô Linh Chiếu cô bước ra ngoài, cô nói cô biết là xứng sẵn đúng ngọ rồi, nhưng mà cô nói cha ơi, bữa nay là nguyệt thực, có nghĩa là mặt trăng hay mặt trời, cha nhìn rồi cha biết liền. Thấy vậy cái ông tách bù đòn bước ra ngoài, thì cô Linh Chiếu nhanh nhẹo phóng lên bù đòn cô tịch trước. Tự tại thôi, nhanh là đi trước cha mà lên đây tịch. Xong cái ông già bước cho ông nhìn thấy gái tôi nó lanh hơn tôi, rồi kêu bà ơi con gái của bà nó đi trước rồi, kêu thằng con trai về tiếp. Bà mẹ ra ngoài nói con ơi gái, em gái của con nó đi trước mình rồi, cậu con trai đang cày ruộng nghe nói chị hả mẹ. Bắt đầu ngước mặt lên cười ha hả ba tiếng, bắt đầu là im lặng ra đi tịch nghiêng chân cái giữa đồng đó. Đang mà cày ruộng mà đứng sưng sững mà tịch luôn vậy đó.
quay tới vô nói ông ơi, cái thằng con trai của ông nó cũng đi bỏ trước rồi, nó thôi giờ tôi với ông lo cho hai đứa con. Thì an táng hai đứa nhỏ xong rồi bắt đầu tới bả nói thôi giờ tới tôi cũng đi theo hai đứa con tôi. Bả bước lên núi bả cũng tập luôn. Ông nói mình đi trước mà bố cuộc mình đi sau chứ. Rồi cuối cùng là an táng ba người đàng hoàng ở trên rồi đó, là ông nằm trên cái đầu gối của cái ông mà tầng một công mà ông tịch luôn. Là quý vị thấy bốn người này người ta tịch cái là đâu có cần cái chỗ một đâu. Người lên núi, người thì tịch ở ngoài đồng ở ngoài, còn cái người tịch ở trên bộ đòn, người thì tịch trên cái bắp dế của một cái ông đạo. Cho nên miễn cái tâm thanh tịnh là chỗ nào người ta đắc đạo hết trơn nè, chú Tám đắc đạo trên lại mấy sườn chứ đâu có phải mà phải đợi cái chỗ mà yên tịnh đâu. Thế nên là đồng đạo mình sau này cũng nói là đắc đạo đủ chỗ cho nó. Ví dụ sau này mà anh Hai Xuân mà mua lúa hoài là đắc đạo với ghe. Tới đó tâm thanh tịnh mà chạy máy còn cạch đồ cạch tới giờ là cũng đắc đạo. Còn đi đó mà từng nhưng bất hai là ông đắc đạo trên chiếc xe đạp á. Ông bất hai so mình à. Khổ hạnh đi xe đạp nữa, đắc đạo trên chiếc xe luôn. Nó tâm thanh tịnh là nơi nào đắc đạo nơi nấy nè. Tại vì đạo của thầy mình là đạo nhập thế, là sống theo tinh thần tứ ân, vừa tu vừa trả nợ. Thấy ai khổ là mình giúp, cho nên chúng ta không ngồi chỗ một. Mình đi cái nơi nào gặp ai khổ sở chúng ta giúp, mà giờ đó mãn phần là chúng ta đắc đạo. Cho nên từ cái lý này mà Đức Thầy dạy mình là tu hành nào đợi chùa ám làm gì. Thưa cô bác, nếu như hữu sự thì chúng ta gặp Phật sự thì chúng ta vẫn làm. Là Phật tử trong lòng tự hỏi nên làm gì trong cõi người ta, ngồi yên niệm Phật Di Đà hay là đi độ người ta sao gần. Là Phật tử xả thân theo Phật, ngày đêm luôn tự giác giác tha, độ mình và độ người ta, con đường giải thoát ấy là mục tiêu. Ai cắm bông nữa là đắc đạo tại cái rừng bông. Ai mà lên uy tín mà cái phần mà kết luận mà làm việc đạo đức hay là cũng đắc đạo chỗ cái máy uy tín không. Tôi nói là cái tâm thanh tịnh nơi nào đắc đạo nơi đó. Nữa chứ tâm ta không đắc đạo tại cái vườn thanh long của ổng luôn. Tại vì trồng thanh long không có tiền đi đám dỗ, đi đám từ xã hội từ thiện. Thì cái tâm thanh tịnh đang hái trái thanh long mà mãn phần là đắc đạo tại vườn thanh long. Thật ra cô bác mình cứ yên tâm đi, cái việc mà xã hội từ thiện hữu sự việc nào chúng ta đáng làm đi, là mình đắc đạo nơi đó chứ không phải về tới nhà ngồi tối ngày đắc đạo. Đó. Đây là con bàn cái lý này là cái lý tuyệt đối nha quý vị. Bây giờ mình bàn cái lý mà tương đối chút xíu. Ai mà cái sức tu nhiều đó thì nơi nào cũng đắc đạo, cảnh nào cũng được. Nhưng mà cái phần tương đối với chú thức là ai mình muốn phát tâm đó nghe. Cái chỗ này hơi già lại. Mới phát tâm thì mình cái lực tu của mình còn hơi yếu đó, thì mình hơi tìm cảnh mình trốn chút xíu cho nó an toàn. Đây là con nói cái người mới nha, cảm thấy mình không phải là cái tay lái xe thượng thủ á, thì thôi lái trong thôn quê thôi, đừng ra thành phố nó nguy hiểm. Đang cúng á mà ở bên kia cao kê đánh nhạc không sùm ở trên, thôi lúc này mình né đi. Mình chưa có quen thì mình hơi lánh cảnh chút xíu. Bởi lâu lâu nghe nói mấy anh mấy chú lên trên núi tu hoài, tại mấy chú cảnh ở đây quá xa. Tại vì cảm thấy ở đây trần gian này cảnh nó quá nhiều, mình không thể nào thắng được. Lên trên núi ẩn tu thời gian để cho nó qua. Tại vì lúc này là cái tùy theo cái trình độ. Con nói ai mà có khả năng thì cứ xông qua việc đời, chỗ nào tu cũng đắc đạo hết. Còn ai mà yếu yếu thì mình coi cái sức lực nó cũng vừa thôi. Cái chỗ nào nó quá sức động tâm, đang cúng mà ở bên kia là Úc Bạch Lan nó hát, mình về Úc Bạch Lan thôi, mình phan nó cúng. Cúng hồi là ca theo Úc Bạch Lan luôn, tại cái tâm mình nó bị dẫn. Thôi giờ chở Bạch Lan ca hồi mình hát cúng. Qua hết đi rồi mình hát cúng, mình lắm cảnh. Thế hoặc là chúng ta tìm cái nơi thanh tịnh, mà tạm thời mượn cảnh tịnh, cái lòng thanh tịnh, chứ phải là chiến tranh pháp môn. Vậy thì cái câu thứ nhì là tu hành nào đợi chùa ăn làm gì. Ở đây con bàn hai lý. Cái lý thứ nhất đó là chỉ cho cái người mà tu lâu năm như con bác ở đây, là cảnh nào chúng ta cũng thấy đắc đạo hết trơn á. Ở trong nhà cũng đắc đạo, ra ngoài đồng cái cảnh mà chồng con cũng đắc đạo hết trơn. Con nói thật quý vị, mình đọc cái cảnh cái mẫu chuyện mà bàn Long Quẩn hồi nãy đó là chúng ta mới cảm phục. Con nói nó thiệt quý vị, cô bác mình có gia đình con cũng nể phục lắm. Con nói thiệt là gì đó, những người có gia đình từ trước tới giờ đó là sách vở để lại đi, hay là đắc đạo nhiều hơn những người sống độc thân. Con biết sao mấy ông độc thân đó, con nghĩ chắc lẽ là cái chiếc xe không cũng lo không chạy không à, không có chở đồ đó, cho nên cảm thấy khỏe chạy lai ga lai quay hoài, làm cái máy nó yếu không hay. Còn cái xe mà ta chở đồ, ta biết là chở nặng, cho nên là ta phải thủ cái máy lúc nào cũng tốt. Ta biết đây là nợ, đây là
duyên đây là trần gặp một đủ thứ chân là cái khổ, lớp vợ lớp con nhà cửa đủ thứ chân, cho nên là cái người này người ta dốc kiến là tu. Cái khổ trước mắt đây nè, người ta tranh thủ ta lo tu cho nên đắc đạo sớm. Còn mấy ông độc thân như con chưa có thấy khổ cho nên cực tình tan phận không. Vậy con nói là cái gì mà nó có cái sức đẩy mình đi nó nhanh. Mà trước giờ quý vị để ý đi là những cái vị mà thiền sư đắc đạo nhiều, còn một pháp sư ít đắc đạo. Thiền sư là người ta ngồi lại người ta lo hành đạo, cũng như cô bác mình cái thầy dạy là cư gia tịnh độ, có gia đình nên mà niệm Phật nhiều, làm từ thiện nhiều, chán cảnh đời này thì con đường đi lên. Mà nói vậy, nếu tu sĩ mà chốt lòng tu thì nó cũng mau ngay, chứ không phải mình nói cái phần mà ai giải đãi thôi. Còn nếu như mà tính tấn được đó thì chiếc xe không thì nó chạy mau tới hơn chiếc xe chở đồ, thì nói cái lý vậy đó. Nhưng mà chiếc xe không mà ỷ hay là cái như máy yếu xìu, tại không có biết, chưa có lên cái dốc cầu nào cho nên đâu biết cái máy mình mạnh hay là yếu. Còn xe người ta chở thùng ở sau, lúc nào ta cũng thủ máy mạnh hết trơn. Là đây là mình nói cái lý. Thì trở lại, tu hành nào đợi chùa ăn làm gì. Qua cái câu này, Đức Thầy muốn phá chấp cái người tu không có nên nương vào một cảnh nào đó mà đặc biệt để chọn cuộc đời tu. Mà giờ nào đi nữa, ở trong gia đình, ở ngoài ruộng, ở ngoài đồng, hay là chúng ta nơi chợ búa náo nhiệt, mà lòng của mình vẫn giữ cho mức thanh tịnh là cái như tất cả. Đó là câu thứ nhì. Bây giờ qua câu thứ ba, thứ tư, hai câu này nó hơi chắc à. Câu này nó cũng khó mà bàn. Giờ con thì con bàn theo cái khả năng của con. Nếu có sai thì con cũng xin sám hối trước, rồi cô bác mình cũng chỉ điểm lại giùm con. Là cái câu này nó cũng hơi khó bàn. Bây giờ bạc lộn với chị, nửa sao lọc lại giúp tì cũng chê. Cái chỗ này nó sợ, cái tiền bỏ không sót người nào chân là một phút mấy chục năm nay. Cái chỗ này nó gắt. Bây giờ là hiện tại, là mình đang sống ở đây. Đức Thầy ra đời tới bây giờ chẳng còn tính trong cái hiện tại. Bạc lộn với chì. Bạc đó là một cái thứ tốt nằm hạng nhì trong ngũ kim. Chì đó là cái hạng mét. Một là vàng, hai là bạc, ba là đồng, bốn là sắt, năm là chì. Ngũ kim mà vàng đứng số 1, bạc đứng thứ nhì, mà chì đứng hạng chót. Nếu như bạc cái chì so sánh là một cái tốt và một cái xấu, thì nó là hai cái này nó đang lẫn lộn với nhau, chưa có phân ra được, thì bạc cái chì nó còn trong cái sự hỗn độn. Thì ở đây cái thứ nhất đó là muốn nói cái người lành và cái người dữ đang có mặt trong cuộc đời, sống chung trong xã hội này. Ở trên đời kẻ thấp người cao, kẻ hiền hậu người thì gian ác, này giống như bạc với chì đang lộn nhau. Cái phần thứ hai, đạo. Đạo có đạo chánh đạo tà, tà với chánh còn đương trà trộn. Người muốn tu sớm gặp được thế nên ở phần này cũng có thiệt có giả nữa. Còn cái phần thứ ba đó, tu thiệt mà tu giả nó không có nữa. Bây giờ lộn nhau mà thấy đầu tóc chứ cũng chưa ngon, đầu tóc nhiều khi nó dốc không chừng biết đâu. Rồi nhờ đây mình thấy đăng những cái clip ảnh mà vào trong những cái quán, vào trong cái giống trường đó, nhưng mà hình thức đạo cũng không nghĩ tới những người này, là mượn cái hình thức rồi để chọc ghẹo những người tu thôi, chứ không lẽ mà tu hành mà làm kỳ vậy. Ở trên mạng nó đăng nó đủ thứ clip, trên ai mà có mạng là coi cái này là biết liền. Thì bây giờ đang lẫn lộn với nhau rồi. Còn cái tâm của mình đó, lúc nó nghĩ thiện, lúc nghĩ ác, lúc tà, nghĩ chánh, chân vọng đủ thứ chân. Bây giờ ba cái phần này nó đang lộn xộn nhau. Xã hội này thì có người thiện và cái người ác đang sống chung nhau. Đạo thì có đạo chánh đạo tà đang lộn với nhau. Và tu có tu thiệt, tu giả đang lộn với nhau. Còn tâm của mình á, nó có chân có giọng, bây giờ nó đang lộn xộn nhau vậy, gọi là bạc lộn với chì. Hiện tại bây giờ bạc với chì nó đang lộn với nhau. Rồi làm sao đây? Trong cái xã hội này, hình thức như thế đó, thì chúng ta phải chờ tới cái ngày mà phân kim mới được. Đây là thợ bạc phân kim ra, nếu cái nào tốt thì lấy, còn cái nào xấu là phải bỏ. Cho nên cái câu thứ tư đó là Đức Thầy nói là
nửa sau đọc lại. Nửa sau là tới cái ngày chung cuộc. Nói cho dễ hiểu là cái ngày Đức Thầy trở lại đó bà ta. Cái ngày Thầy trở lại đó là nửa sau đó. Lọc lại. Chữ lọc có nghĩa là sấy sàng và chọn lựa, giống như thợ bạc hoặc phân tích vậy đó. Dứt tì cũng chê. Nếu như dứt tì là chê là không xài. Mà dứt tì là cái gì? Nói chung là cái người tu mình là cái chỗ này là cái chỗ gắt nhất nè. Hồi lúc trước đó con chưa có học ở chỗ này, con nói cha chứ chết quá sống nhiều. Dứt tì cũng chê, ai không dứt tì sao sống được. Bây giờ dứt tì có nghĩa là cái hòn ngọc nó có vớt. Cái hòn ngọc đó, nó không có được bóng lộng, nó không có được hoàn hảo 100%. Nếu như cái hòn ngọc mà nó có vớt rồi đó là coi như là không xài rồi chê. Cô bác đọc lịch sử chuyện Tàu, mình nhớ là cái viên ngọc của ông Vua Triệu đó. Vua Ngọc, ông Vua Triệu có một cái viên ngọc quý. Lúc đó thì cái ông Vua Tần, ông mới động lòng tham. Ông nói với Vua Triệu mà đem cái viên ngọc này đến cho ta đó, ta sẽ đổi 15 thành. Thì lúc đó mà ai mà có đất đai rộng mở chừng nào thì thế lực càng ngày mạnh. Cái viên ngọc ông xin đổi là 15 thành giao cho Vua Triệu. Nhưng mà ông Vua Triệu đó, ông nghi là cái tánh ông Tần Thủy Hoàng này học độc ác mà gian xảo chưa chắc gì mà ông mà giao thành. Cho nên là sai Lãng Tân Như. Lãng Tân Như là một cái người tài trí thông minh. Thưa bệ hạ, thần sẽ lãnh cái trách nhiệm là đem ngọc tới cho Vua Tần. Nếu như mà Vua Tần mà không có giao thành đó, thần thà là chết cũng phải bảo vệ viên ngọc đem về đây cho bệ hạ. Khi mà tới đó ông Vua Tần Thủy Hoàng đó, ông thấy cái viên ngọc quá xa thích rồi, ngọc quá đẹp, cho nên là ông truyền tay vào bên trong giao cho hoàng hậu, giao cho thái tử, nên giao cho những người trong cung. Viên ngọc không biết mất tiền, giấu cái viên ngọc luôn, không có đem ra. Thì bây giờ ông Lãng Tân Như có một mình ơn nóng, làm sao mà ông đón phó Tần Thủy Hoàng mà ông lấy lại cái viên ngọc đây. Thì lúc đó cái kế sách như thế này: thưa bệ hạ, cái người mà thợ ngọc đó, ta nhìn ngọc quý, người ta cái giá trị của nó. Còn cái người mà không biết xem ngọc đó ha, thì cũng như không này. Cái người mà biết xem ngọc thì ta thấy cái ngọc mà nó được sáng mà được tròn, được trong như thế này đó, là đây là cái viên ngọc cái giá trị 100%. Còn nếu như ngọc mà nó có tì có vết á, thì kể như giá trị của nó giảm đi rồi. Tì một dấu là nó giảm, dấu là nó giảm hai cái giá trị. Mà nó nhiều dấu quá là ngọc này bỏ luôn không xài. Cho nên ông Vua Tần đó, ông đâu có biết xem ngọc đâu. Thấy vậy cái mới đem cái viên ngọc ra, chứ đáng lẽ là lấy luôn rồi đó. Bởi cái tài trí cũng làm như rất là thông ở chỗ này. Nhờ như vậy đó là cái ông Vua Tần mới đem cái viên ngọc ra, tại ông đâu không biết. Nếu như bệ hạ không có biết xem ngọc, bệ hạ giấu hoàng cung suốt cuộc đời, bệ hạ cầm cái giống như viên đá chứ có. Phải biết phân biệt được ngọc tốt, ngọc dở mới được. Thì nghe nói là cái ngọc mà tròn sáng thì giá trị cao, mà nó có vết tì thì kể như cái viên ngọc không có giá trị. Ông nói vậy thì ngươi phải phân tích cho ta thấy nghe. Đem cái viên ngọc ra, Lãng Tân Như ông dòm: thưa bệ hạ, ngọc này tròn sáng, giá trị cao, không có vết tì gì trên, thấy gì bỏ túi vậy luôn. Nhưng này giữ lại viên ngọc chứ giao mất nữa sao? Vua Tần mà thấy lực đâu có thể mà thắng không được. Thì bây giờ ở đây cũng nói là dứt tì cũng chê, nửa sau lọc lại dứt tì cũng kê chê. Là khi mà cái người phong kim, cái người mà biết được ngọc đó, nếu như cái viên ngọc mà tròn sáng đó, kể như giá trị 100%. Còn nếu dứt tì nhỏ thì chê theo nhỏ, mà tì nhiều thì tính theo cái giá khác. Thế thì thưa quý vị, bây giờ lọc lại, mình sàn cái phần thứ nhất nha. Sẽ với sàn nhiều nỗi thon vô,
lọc lừa rảo cội như sơn đỏ điều. Cái này ông Ba Thới nói. Xin thưa là cái câu nửa sau lọc lại thích thì cũng chê. Lọc cái phần thứ nhất giữa cái người hung và cái người hiền, kể như lọc hai chọn một rồi đó. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác tới sau tiêu diệt là cái như là lọc mấy cái ông dữ là dân ra ngoài. Cái người hiền là còn sống không? Đó là phần thứ nhất. Cái thứ hai, cái người tu thiệt được chọn vào cái người tu giả, cái như cũng lọc luôn, bỏ luôn. Tại vì ngục A Tỳ giữa cái một bên chờ những kẻ tu hành giả dối, lọc lọc tốt cái dưới đó. Còn cái phần thứ ba là chánh với tà. Hiện bây giờ chánh thì còn, mà lầm tà đạo nhân hư bất dụng, thiền chúng nó thẳng vườn chảy nước, lọt ngoài khơi hết hậu khoan. Cho nên phần này là cũng lội luôn. Lọt cái phần một giống như đá banh mà dòng bản là mấy cái này lọt chân này. Cái người giữ mắt lành còn, theo đạo chánh còn, theo đạo tà hoại, tu thiệt tồn tại, tu giả xuống địa ngục. Cái đó là lọc cái phần thứ nhất. Bây giờ cái phần thứ hai là còn lại cái người theo đạo chánh, cái người tu thiệt, còn lại những cái người hiền. Mình nói cho dễ hiểu là tất cả cô bác mình đang ngồi đây, nói chung là đồng đạo Phật giáo hoàn hảo và những người tu hành chân chánh, là xin thưa quý vị, tất cả cô bác anh chị mình hiện diện ở đây, trong năm châu thế giới những người hoàng ở đây, xin thưa, có ai mà không chấp tỳ không? Bây giờ mình nói dễ hiểu, cái chấp tỳ là những cái lỗi lầm đi. Nếu như mà chấp tỳ mà bị chê đó ha, là con nói tam giáo trừ ra những người đắc đạo thôi, còn những người tu dù 80 năm cũng bị chê. Vì Đức Phật Ngài nói như thế này, trên thế gian có hai hạng người đáng quý. Hạng thứ nhất là suốt cuộc đời không lầm lỗi. Hạng thứ hai, có lỗi mà biết sửa. Tóm kết lại, Đức Phật nói là hạng thứ nhất không có mặt trong cuộc đời này. Vậy thì chỉ còn lại hạng thứ hai là có lỗi biết sửa lỗi, là vẫn là quý. Vậy thì tất cả chúng ta đang có mặt ở đây, ai cũng có lỗi, cho nên biết sửa lỗi là cái người quý. Nếu như mà lọc lại mà giúp tì mà cũng chê đi á, là trong cái đạo thầy mình xưa có bác chỉ có còn hai tâm sĩ thôi, còn là bao nhiêu rớt. Chỉ có hai tâm sĩ là được trọn vẹn, trọn sáng, trọn lành, là được chọn là cái viên ngọc không có vết thôi, còn lại bao nhiêu là giúp tì nữa. Rồi đạo Phật chỉ có các bậc tổ, ba ba vị tổ thôi, tam tổ trúc lâm còn lại thôi, còn lại bao nhiêu cũng bị chê hết. Nhưng mà cái chỗ chê này, xin thưa cô bác, chê vẫn xài được chứ không bỏ nha. Mình có vị trí khác để thế, chứ nếu như bỏ hết trơn thì thầy nói khắp bốn biển liên dây hòa hảo, tín đồ ở đâu mà liên dây hòa hảo cho nhiều dữ vậy. Rồi thầy nói chờ ta trở lại đèn hết luôn. Nếu như mà bỏ hết trơn, gắng chờ thầy trở về, ít lâu ta cũng trở về, khuyên cùng bổn đạo chứ hề lãng sao. Trì lòng chứ khá nước nao, từ đây đi vật mòn thao lầm lầm. Ngài hứa Ngài trở về, Ngài cứu tín đồ, Ngài tuyển chọn cho con người vào cảnh giới tốt. Mà nếu như ai cũng bị chê trên, còn đâu mà lập hội thượng vương, rồi lâu qua ai có mặt. Rồi sau này thầy nói ước trong họ nhà mình có cánh đã bay được làm một đàn, ai đâu bay gì trởm hả chú. Nếu chê hết là chúng ta không còn người nào hết. Thưa quý vị, ở đây có cái lý như thế này. Theo cô mới nghe con suy nghĩ gì, có gì sai cô bác chỉnh sửa giùm con. Cái mà chê mà không bỏ đó, thí dụ cái viên ngọc mà nó tròn sáng đó, bán được 100 triệu, mà có cái tỳ nhỏ xíu nè, thưa quý vị, viên ngọc này bỏ không? Xin thưa không bỏ. Nhưng mà cái giá nó còn lại 70 triệu mà, nó sụt giá chút xíu thôi chứ không bỏ được. Còn nếu mà nó cái tỳ thứ hai nhỏ nữa là còn lại 50 triệu. Còn nếu mà nó tỳ 5-6 dấu, cái viên ngọc này bỏ luôn là phải nha.
Còn cái tiền có một dấu, hai dấu thì nó vẫn còn giá trị. Rồi thêm người ta cất nhà đó, ba cái loại cột. Nếu như mà đây là cái cột tốt đó, cột tốt đó, này nó im hơn quên. Một hai cái máy này nó rút quá. Cái loại mà cột tốt đó là người ta để ra phía trước là cái cột cá. Đổi micro đi, cái micro này nó không sao. Micro này nó không quên người ta của nó. Cái này nó phục quanh. Làm mất chớm người ta, máy người ta đang ngon. Cái sỉnh sỉnh nổ lại nó khó. Này mà đang ngon chớm cái lõm như trong nó tu ra bài thì sỉnh lại cái nó mất tiêu rồi. Thì bây giờ cái cột hàng ba mà cái loại cột tốt đó ta để trước nhà. Mà cũng là cái cột nữa nhưng mà nó xấu chút xíu, ta để phía trong. Cũng là cột thôi. Thứ hai nha. Còn bây giờ thứ ba, con thí dụ giống như dưa hấu. Cái dưa hấu mà nó tròn, nó đẹp đó, 30 ngàn ký là dưa hấu nhất. Mà bây giờ nó bị hư có cái cuốn nhỏ thôi. Còn lẽ mình bỏ nó luôn. Bây giờ xếp vào cái loại dưa hấu hạng thứ nhì, bán 25 ngàn ký nó cũng được. Hạng nhất thì vô tới 30, mà giờ nó hư có cái cuốn nè, là không lẽ bỏ sao được. Bây giờ là phải xếp vào cái loại dưa hấu nhì. Còn nếu mà nó chày thì cái vỏ nó là xếp vào loại dưa hấu ba, bán 16 ngàn ký cũng được. Còn mà chừng nào nó hư 2/3 trái nó dục luôn. Còn cái này ta không sao được. Cái chỗ mà giữ với đạo tà đã là hư hết trơn cái dưa hấu rồi ta mới dục. Còn cái này hư có miếng nè, cái quát mình hồi đó giờ cái tốt quá nhiều, một cái sai nhỏ xíu nên lẽ dục bỏ, hãy giữ lại đó. Rồi bây giờ ví dụ nữa, mình mặc một bộ đồ đi đám dỗ, cũng hai bộ đồ lấy ra, bộ đồ này mới mới mặc đặng nhìn với đồng đạo cũng nhìn hãnh diện nhau, còn kia nó bị dắt cái like thôi, ở nhà mặc ở nhà cũng đâu bỏ, đâu bỏ, mình mặc ở nhà được. Thì đây là cái phần con thí dụ cho nó dễ hiểu nha chứ quý vị. Thì cái xài được nhưng mà nó không có đủ điểm thì vẫn bị chê. Chê là không có được 100%, không được cái viên ngọc tròn sáng 100 triệu, không có được dưa hấu hạng nhất 30 ngàn ký, không được cái chiếc áo mới đi đám dỗ thôi, nhưng mà cái chiếc áo này vẫn mặc ở nhà được, dưa hấu bán hạng nhì được, và cái viên ngọc vẫn bán cái loại mà 70 triệu cũng được. Đó. Vậy thì bây giờ giáo lý đức thầy chúng ta là bốn cái quả trứng. Đây là bản đồ tứ điểm. Một là giải thoát, hai là cực lạc, ba là long qua, bốn là thượng nguyên. Thí dụ như cô bác mình đang tu với con, muốn tu quả vị giải thoát thành Phật, trên bước đường tu thành Phật, nhưng lỡ bị cái tì nó tâm từ bi hỷ xả, xả được còn ấm ức còn nóng trong lòng hoài. Cái chỗ này không phải chê, không có được thành Phật, nhưng mà rớt xuống cái quả thứ hai là Bồ Tát. Tức là chê thành Phật thôi nhưng mà vẫn còn rớt cái quả như Bồ Tát được. Không có dưa hấu hạng nhất cũng dưa hấu hạng nhì chứ chê bỏ đâu. Rồi bây giờ Bồ Tát không được thì thấp chút nữa cái tì nhỏ nữa là xuống duyên giác, xuống cái nữa là A-la-hán cũng được. Còn bây giờ phần thứ hai, mình niệm Phật giảng sanh, ao sen báo Tây Phương đu nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm, tính nguyện hạnh trọn đủ, nhất tâm bất loạn, đặng về ao sen chích phẩm. Trên đó nó có thượng phẩm thượng sanh và thượng phẩm trung và thượng phẩm hạ, chính phẩm sen vàng. Nếu như ai mà niệm Phật tới cái chỗ mà vừa niệm Phật mà thi hành đại thừa nữa đó, kể như chúng ta thượng phẩm thượng sanh là vô dưa hấu nhất. Còn nếu như không được vậy thì mình trung phẩm trung sanh có mắc đâu. Rồi nếu như không được trung phẩm thì hạ phẩm hạ sanh. Cái người ta làm tội nhưng mà tới giờ lâm chung niệm được 10 câu là cũng là hạ phẩm hạ sanh, cũng đâu có bỏ được phải không chứ. Là mình chê là chê cái số 1, nhưng mà chúng ta số 2, số 3 chúng ta vẫn xài đó. Rồi cái tiếp, cái người mà niệm Phật giảng sanh mà không đủ điều kiện thì kể như chúng ta rớt xuống hội Long Hoa được chứ. Trong cái bài nguyện, trong cái lúc mình cúng mà niệm Phật, mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà,
nguyện giới thân này khổ độ xa, không có độ xa là mình thành Phật. Nhưng mà nếu không được vậy thì muôn đạo hồng quang qua Đức Phật sao được thiện đến năm qua đó mất đâu. Không có được thành Phật thì chúng ta ghé năm qua. Còn nếu như ai muốn tu năm qua mà không đủ điểm nữa thì rớt xuống thượng quân, làm nhân vật quốc hưởng sự thái bình. À, nên trong cái bài sứ mạng Đức Thầy nói, kiếp đến năm qua cầu Phật, trước biết rõ luật trời đứng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp diệu màu, kiến diện bậc chân sư tu hành ma đất quả là hạnh nhất. À, rồi sau làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình là kế tiếp nữa. Trên cái chỗ này là chê là không có Phật. Thưa quý vị, cho nên cái chỗ mà chê đó, ai chưa đủ điều kiện làm Phật thì chúng ta bị chê là chỗ đó. Tu hành mà còn ái ố sân si, tu còn nhiều tánh chỉ kỳ trần mê thì khó mong cứu Phật bạn về. Cái chỗ là chê là chỗ đó, tức là không có đủ điểm về Phật thôi, nhưng cái chỗ khác còn dớt được mà ta, còn dớt xuống mấy hạng thấp thấp được. Cho nên là ông Ba Thới nói câu, tu hành không Phật thì tiên, không dương thì bá, cũng huyền công thanh có mắt đâu. Còn hai tân sĩ nói cái câu, cha là tướng, con hề rất thẹn, không được gồng cũng gác kỳ lắm. Không thành gồng cũng thành kỳ lắm, không được, không có mắt. Nhưng nên bây giờ mình nghe cái đoạn này mình yên tâm hơn quá. Có nghĩa là chê không phải là bỏ hết. Chê có nghĩa là chê không có đúng cái chuẩn đó, là chúng ta dẫn rớt xuống làm cái quả vị thấp chút xíu. Mà khi thấp rồi mình gắng cố gắng mình tu nữa nó lên cao. Giống như mình coi phim á, mình thấy Bao Công ơi, ổng là công chánh viên binh, ổng là thắng tay đó, không có hoàng thân quốc thích gì trên á, vua cũng đã long bào cũng được như thường, không có sợ. Người kế cận của ổng là công Tôn Sách nè, Chuyển Chiêu nè, Dương Chiều Mã Hém. Đây là những cái quan trung thành. Nhưng mà mấy quan này có sai không quý vị? Vẫn bị sai như thường. Là trong lúc mà làm quan thì vẫn còn cái tình riêng đó, vẫn còn bị sai. Thì lúc đó ông Bao Công ổng phát hiện được thì sao? Cũng có quỳ xuống rồi cũng dùng roi đánh, cũng nhốt trong khám vài ngày, rồi cắt lương cái tháng đó thôi. Xong rồi bắt đầu tiếp tục cũng làm quan nữa hả? Là tại vì cái công trận ta quá lớn mà ta đổi có chút xíu mà ta có bỏ được á chút. Trừ ra là mấy ông này tội nặng đó là bắt đầu phải chảm luôn. Còn cái tội ta nhẹ nhẹ thì có thể thông. Vậy thì cái lực của bao tâm thiên nó nhiều cái tội nó khác nhau. Có tội đó vô đó ông gầy vài tiếng cho về. Có cái tội nặng hơn chút xíu quýnh vài chục đôi cho về. Nặng hơn chút xíu nữa ở trong khám hoặc là trục xuất. Mà nặng cái nữa chẳng. Cho nên là mình phân ra cái lỗi nặng hay nhẹ. Nếu như cái lỗi mà nhẹ đó bị gầy vài tiếng thôi, thì bây giờ tất cả cô bác mình với con đây, chúng ta cũng có lỗi. Nhưng mà cái lỗi mình lỗi nhẹ chứ không phải lỗi nặng. Cho nên cái chỗ này không có bỏ được. Cái lỗi nhẹ ai cũng có lỗi, nhưng mà lỗi nhẹ. Vậy chứ cái công chẳng của mình từ trước tới giờ đi đám tình, đi cầu nguyện, niệm Phật, ăn chay, hy sinh việc đời, mà không lẽ giận hờn chút xíu không lẽ bỏ luôn sao được? Sao được phải không chú? À, có cái anh thợ hồ xây cái vách tường rất là đẹp, nhưng mà còn sót lại cái viên gạch, chân không có điều, viên gạch nó hơi méo chút xíu. Khi mà quan khách tới đó là dắt lại cho người ta coi cái khuôn, mà cái khuôn thẳng đó, còn cái chỗ cái khuôn xấu này không có chỉ dắt lại. Có cái ông kia trí thức còn bước lại, ông xem, ông nói tôi thấy là cái vách tường này nó quá đẹp. Cái ông thợ nói dạ thưa anh, chưa có đẹp, còn vì nó có sót lại cái viên gạch này. Cái ông trí thức kia nói chèn ơi, nguyên cái vách tường hàng trăm viên gạch, viên nào nó cũng thẳng hết trơn, sao không nhìn cái chỗ đó? Mà nhìn chi có cái viên này mà chưa không thẳng lòng. Cả trăm hàng trăm cái viên gạch tốt sao không khen, mà có viên nhỏ xíu này mà tính là cái gì? Cô bác anh chị, cho nên là cô bác ơi, cái lỗi làm cuộc đời mình ai cũng có hết trơn, nhưng mà mình lỗi nhẹ nhẹ thì cái này bị quan công gầy vài tiếng thôi, làm quan tiếp tục không sao chứ. Từ cái chỗ này mình có cái lòng tin, cái ngày thầy trở về thì cái ngày đó đó định công phán tạo, chờ ta trở lại thì đèn hết luôn. Xử những kẻ hung hăng tồi tệ, thử những người chưa nghĩ đèn tòa. Thế thì cái chỗ mà nửa sao lặp lại giúp thì cũng chê,
Ở đây con bàn hai ý. Cái ý tuyệt đối đó là giống như dưa hấu nó hư muốn hết trơn rồi là không xài được. Viên ngọc nó tì hết trơn thì không thể nào bán chắc nào được hết trơn. Chiếc áo mà nó rách hết trơn thì không thể nào mặc được. Ý nói cái người mà sống cuộc đời quá sức là hung dữ thì cái phần này bỏ hết. Tu hành mà giả dối thì bỏ hết. Theo con đường đạo tà thì bỏ hết. Còn lại những cái người chân chánh trên con đường dẫn tu hành lập công bồi đức, nhưng mà vẫn còn những cái sai sót, phiền não giận hờn tham sân si, những cái còn trong lòng thì những cái này cũng vẫn còn sống sót gặp thầy cho không mắt. Bất quá chúng ta không có đủ điểm mà tìm thật thì ghé qua Thượng Môn, ghé ra Long Hoa thì dễ như chúng ta tu nữa. Thưa quý vị, thôi thì giờ đây bốn con giảng con trình bày đã hết đi thì con sẽ tóm lại. Qua sông nhờ được cầu lam, tu hành nào đợi chùa Tham làm gì. Bây giờ bạc lộn với chì, nửa sao lọc lại giúp tì cũng chơi. Hai câu đầu Đức Thầy dạy mình phá chấp, có nghĩa tu hành đạo tâm thanh tịnh là đắc đạo. Dù ở nơi chợ búa, dù ở chốn rừng sâu, dù nơi gia đình khổ khó, chúng ta cố gắng giữ một lúc cho thanh tịnh đi thì chúng ta cũng nhận đắc đạo. Rồi qua hai câu cuối, Thầy dạy cho mình hãy giữ lòng tu hành. Trên bước đường tu ai cũng có lỗi lầm hết, nhưng mà gắng cố gắng giữ lòng sao cái lỗi đừng có lỗi quá lớn, đừng có lỗi mà tội đồ của tôn giáo, đừng có tội mà quá nặng thì tới cái giờ đó là kẻ gian ác bị trơm ba thước. Cái tội này cũng không được, tội nhẹ nhẹ, lỗi nhẹ nhẹ thôi. Ví dụ mà đó mình chưa có tu, mình nóng quá mình chữ nửa tiếng hồ, bây giờ mình chữ 5 phút thôi, nó nhẹ nhẹ thôi, đừng quá. Nó ý của chị chứ đừng có chữ thiện chữ tắm. Còn ví dụ như hồi lúc trước mình coi cái lương mình điền cho hết tuần, bữa nay coi chừng nửa tuần đỡ liền thôi. Còn lúc trước hút thuốc lặn điếu, bây giờ hút nửa điếu dục được rồi, bớt thì cái phần này nó cũng còn dớp được, chứ để mà quá xá coi như bị bỏ luôn thì giờ mình còn. Còn nếu như mà lạm dụng đạo đức mà tu hành chối thế đó, cái phần này mà suốt cuộc đời không có đạo lý thì gian thà gian tà vào thải nứt thay đời. Đây là cái trường thi, cũng là một cuộc kỳ thi, ai rơi ai đậu trong kỳ này đây. Và xin chúc cho tất cả cô bác anh chị em cùng bản thân của con gắng cố gắng tu hành. Ai cũng có nhất tì, nhưng mà cố gắng lỗi nhỏ nhỏ thôi, ít ít chút chiếu thôi, để chúng ta còn hãnh diện. Không có được làm ông Phật thì chúng ta rớt xuống Bồ Tát. Không có được cái hoa sen thượng phẩm thì ngồi hoa sen trung phẩm. Không có được bông sen thì chúng ta cũng rớt qua Long Hoa, mà tại lắm cũng xuống Thượng Môn, chứ đừng đi xuống nữa, tại tới đó là giấy chót rồi. Từ Thượng Môn trở lên là được. Còn mà mất cái điểm Thượng Môn là cái chỗ này là chê là dục luôn, là ổ luôn. Thế này con xin dứt lời, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bác.